Rồi nha, tao quay lại nha. Thế mà vậy khi chúng ta dùng cái kiểm tra điều kiện này mà chúng ta dùng cấu trúc dạng 1 thì chúng ta sẽ in x ray đúng không? In x ray và cho tên này góc lực là e-sit. Còn nếu ta dùng dạng 2 thì ta theo và cái này của chúng ta là những cái đoạn này và cuối cùng là in x. Đấy. Thì giờ tôi viết lại cho bạn thấy. Nếu là dạng 1 thì bỏ này đi. Và chỗ này là E xích sub và NF. Thấy chưa? Là dạng 1. Đấy. Còn nếu dạng 2, nếu dạng 2 thì bỏ cái hai dòng này đi mà viết là EO. Rồi xuống phía dưới này là NF. Đó là dạng 2. Tùy theo bạn dùng cho nó hợp lý. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Bây giờ chúng ta tới cái phần như vậy thì nếu dữ liệu vô đúng rồi. Được chưa? Nếu dữ liệu đúng thì chúng ta sẽ tiến hành tính toán. Được chưa? Nhập dữ liệu cho biến thì chúng ta có biến A là cái biến tham gia vào input đưa dữ liệu vô thì chúng ta phải nhận dữ liệu từ form xuống. Được chưa? Tức là cái biến nào mà nó là input thì nó sẽ nhận từ form xuống. Rồi cái biến nào là output thì nó sẽ gửi dữ liệu ra form. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta có một cái biến là A là biến input thì chúng ta sẽ nhận dữ liệu từ value của test1.test. Được chưa? Value test1.test. Nó lấy dữ liệu từ cái test1 chuyển thành số và đưa xuống. Như vậy tại sao nó chuyển thành số? Và để đơn kia mình có kiểm tra số rồi. Bây giờ số này là chuyển thành số nữa. Đấy không? Khi nó kiểm tra trên kia là số, có nghĩa là nó kiểm tra thành cái chuỗi số. Có nghĩa là chúng ta nhập 5 thì nó là dấu kép 5 đóng dấu kép. Đấy không? Cho nên này khi dùng cái value tôi bỏ cái dấu kép này. Đấy không? Mục đích của value là mục đích của cái hàm là bỏ cái dấu dấu kép. Mục đích đấy một đi. Đấy không? Còn dữ liệu nào không muốn bỏ dấu kép thì chúng ta không cần dùng value nha. Ví dụ hôm trước các bạn làm ngày tháng năm nó không phải là chuỗi mà bạn dùng value của cách họ nữa sai. Được chưa? Đấy, thì khi nào mà ta nhập số chúng ta mới tới dùng value nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu tính toán là chúng ta kiểm tra nếu A lớn hơn 0 thì đúng không? Ta xuất ra message box là A là số dương NF. À, ví dụ bạn dùng là tôi dùng dạng số 1 đúng không? Đấy. Rồi dạng tiếp theo nếu A bằng 0 thì message box A là số 0. À, NF. Nếu A nhỏ hơn 0 thì message box là số âm. Đấy, tôi dùng dạng số 1, tôi tắt ra từng cái. Được chưa? Thì trong này tôi có A thì tôi ví dụ tôi làm STR của A, tôi làm mẫu là thấy. Nào, vậy nếu A lớn không thì sao? Thì dùng cái message box để xuất cái A ra, thì cái A này ra là số, thì tôi chuyển nó thành chuỗi lại. Có nghĩa lúc này tôi sẽ giống như cái cho nó. Được chưa? Để nó A bút ra, nó A bút ra là mình. Được chưa? Đấy, giống là ghép với cái chuỗi xong. Được chưa? Cộng với một cái. Rồi xong rồi. Như vậy chúng ta có được cái tốt tự là vậy. Qua một cái tốt tự là để chúng ta ghép cái chuỗi lại. Được chưa? Ghép chuỗi lại. Đấy. Còn một dưới này có cái con cầu ghi chung. Các bạn quên chung cũng được.
Rồi. Thì bây giờ các bạn thấy cái phần xuất kết quả này đâu? Dạ. Hồi nãy chúng ta có 5 bước. Được chưa? Nhưng bây giờ có cái bước câu tính toán là xong rồi. Bây giờ cái bước xuất kết quả là sao? Đấy. Được chưa? Nhưng mà thì đối với trường hợp mà cấu trúc nhảy nhánh này thì xuất kết quả nó nằm ở trong từng nhánh. Được chưa? Hầu giờ con muốn như thế, con muốn xuất kết quả như thế này. À, ta nhập chuỗi vô. Chuỗi gì cũng vậy nha. Lúc này nó báo dữ liệu sai, dữ liệu phải là số. Có nghĩa là lúc này nó đang chạy cái phần kiểm tra. Nó đang chạy phần kiểm tra. Đấy. Bây giờ tôi bấm OK cái nó xóa. Nó xóa là nhờ cái lệnh là test bằng rỗng nè. Và con trả chuột nó nhảy vào đây nó nằm là bằng cái lệnh set focus nè. Được chưa? Bây giờ tôi nhập tiếp theo, tôi nhập số 5 thì nó sẽ tiến hành chạy tới cái L. Chạy tới L và nó chạy, nó gán gán 5 vô cho A. Sau đó nó thực hiện A 5 lớn hơn 0 thì nó báo là 5 là số dương. Như vậy số 5 là số dương là chỗ đây trinh của A, tức là A bằng bao nhiêu nó sẽ lấy ra bấy nhiêu là 5. Cách trống, chỗ này có cách trống nè. Được chưa? Và con số 5 này ghép với cái từ, ghép với chuỗi 2 này là thành hai cái chuỗi ghép với nhau, hai cái chuỗi ghép với nhau cho nên dùng cái tốt của bạn, okay. Đấy. Rồi ta nhập số âm nữa bằng 0 thì lúc này nó báo là được chưa, không là số 0. Rồi là nhập số âm thì nó báo trừ 9 là số âm. Đấy. Hả? Chuỗi nãy đó. Đó. Dữ liệu là số. Được chưa? Nhập ngày tháng năm. Được chưa? Đấy. Thì nó chỉ là dữ liệu số thì nó mới cho nhập vô. Rồi kiểm tra cái ràng buộc. Ha. Rồi. Đấy. Thì khi chúng ta dùng cấu trúc để nhánh thì cái phần xuất nó nằm đây rồi. Tức là cái phần xuất kết quả nó nằm ở từng nhánh rồi. Được chưa? Thì bạn không còn này. Còn nếu bạn muốn bạn muốn biết cái phần như thế này chúng ta có biến cái cái biến, tức là con xúc cái này, con xúc cái này là cái biến, thế là con xúc cái này là cái biến, cái này cái biến, cái này cái biến, và giúp con cho nó xúc cái này, thế là tôi sửa lại nha, sửa lại. Bây giờ tôi sửa lại cái đoạn này, tôi thêm ở trên này một cái biến, dim, được chưa? Ví dụ kết quả, add string, được chưa? Rồi tôi sửa cái này lại. Kết quả được chưa? Và bên dưới này bắt đầu tôi mới xuất ra là message box kết quả. Đấy. Bây giờ tôi thục vô mấy cái này hết nha, các bạn thấy được cái cấu trúc khi ta lập trình đó, thì thằng nào nó cũng cấu trúc nào cắt máy nó cắt hàng với nhau, nha, thì mình nhìn vô nó rõ ràng, nha, mà để tôi biết nó cắt hàng bên trái rồi, các bạn có thấy gì khó gì? Tôi giờ chúng ta nhìn đây là eo, mày nó cũng eo, nó sẽ được mấy người ở đây, nha, rồi khi lúc a, khi biết khi a lớn hơn không thì mình chuyển thằng này. Đấy, nhưng mà như lúc này các bạn thấy kết quả này tôi sinh ra biến là string, tôi giữ cái kết quả trong biến và sau cuối cùng tôi xuất cái kết quả này để nó theo từng bước của mình nhập, được chưa? Đấy, chúng ta có năm cái bước trong một chương trình: căn cứ biến, kiểm tra, nhập, tính toán và xuất kết quả. Rồi nếu bạn muốn biết từng từ năm cái bước đó thì chúng ta sẽ tạo một cái biến không gian để ta lưu trữ và sau cuối cùng tôi xuất ra. Tôi tạo biến kết quả trên biến lưu trữ cho nó trình số dương. Thì bất kỳ một chương trình từ đơn giản đến phức tạp nó luôn luôn mà nó đang hai đó có tiến xử lý kiểm tra dữ liệu nhập vô input, kiểm tra dữ liệu input nhập vô,
ra rồi tính toán gán gán dữ liệu cho biến thành công, tức là gán dữ liệu của thầy là gán gì, gán cho các biến input, cái biến là tham gia quá trình input ra, rồi tính toán sau đó xuất xuất cái biến nào mà output ra, rồi đây xuất cái biến nào output ra, ra biến kết quả là biến output đưa ra các sự cố. Các bạn giờ thầy có muốn đưa các sự cố thì thầy sẽ đưa ra các sự cố, thầy sẽ đưa ra lên mail. Minh họa luôn nha. Bây giờ tôi tạo một cái label ở đây. Được chưa? Là gọi là label 2. Bây giờ tôi xuất ra label 2. Thì tôi có label 2.caption bằng kết quả. Được chưa? Bây giờ tôi bỏ cái message box đi ha. À, tôi bỏ cái lệnh message box đi bằng dấu giấy đơn là cái lệnh nó không được quy định, những cái lệnh nào mà màu xanh á, những cái lệnh màu xanh là lệnh không được quy định nha, tôi gọi là ghi chú trong chương trình để mình biết nha. Rồi tôi chạy, tôi nhập vô năm nó báo à chưa, đấy thì cái phần output của tôi đây là phần output về về label nha, output là về label. Còn nếu bạn chút này test box thì chúng ta thiết kế một test box, chúng ta gọi cho nó ra. Như vậy thì cái biến kết quả này là một biến kiểu chuỗi, cho nên không có dùng cái hạt pin nữa nha. Ở trên đây chúng ta có một cái pin của A này, bởi vì A đó là kiểu số, thì khi mình xuất ra mình dùng pin để mình kiểu số thì mỗi xuất. Còn cái kết quả này mình khai báo là cái pin rồi thì không có được pin của kết quả đâu. Tức là cái biến đó mình cho nó một pin rồi thì khi mình xuất kết quả ra mình không cần phải str mở ngoặc cái biến đó nữa. Ra ví dụ biến này biến kết quả này, biến keo quy nè, ở trên ta tôi khai báo là cái pin rồi thì chúng ta có biến message box hoặc là cái mail tôi bấm biến không. Còn chừng nào mà cái kết quả này là kiểu số thì lúc đó bạn có thể thêm str nữa. Rồi tương tự như vậy nha, tương tự như vậy chúng ta có những bài khác thì các bạn có thể tự về các bạn làm nha. Cái năm bước bước xử lý thì tôi có rồi, bạn cứ thêm cái bước kia vô nha. Đấy, giải phương trình bậc hai nha. Đấy, xử lý cấu trúc quyết lồng nhau cho phương trình bậc 2 nha. Tức là từng dạng, ví dụ dạng thứ nhất nè, bạn thấy đây một dạng, thấy không? Dạng thứ hai cấu trúc quyết lồng nhau. Đấy, giải phương trình bậc 2 có thể giải rất nhiều dạng, rất nhiều cấu trúc quyết khác nhau nha. Đây là tìm số lớn nhất của ba số nha. Thì bên này chúng ta có một thuật toán bên này, và chúng ta ráp cái thuật toán này vô trong cái phần, ta đưa cái này vô phần tính toán trong năm bước tôi đưa cho tính con. Còn bước trên chúng ta khai báo các cái biến, chúng ta nhập giá trị ra ABC bằng test 1, test 2, test 3 gì đó, được chưa? Rồi ta kiểm tra ba cái test đó có số không, sau đó chúng ta phải eo không cần tính là nha, không cần ta ráp vô. Một cách khác, đây là cách số 2 nha, mắc của ba số cách số 2 này ngắn hơn, được chưa? Tìm mắc của hai số sau đó lấy mắc ra tìm với C. Nha, chúng ta tùy chúng ta dùng thuật toán nào cũng được. Để in thứ trong tuần. Đấy. Các bạn lấy đoạn code này thay đổi cho cái đoạn bổ sung trên cái bài toán hôm trước từ ngày tháng 5. Hôm trước chúng ta có thứ 6 thì cái thứ là số 6. Không, bây giờ biết cái số 6 là chữ 6. Đây. Chúng ta thay đổi này. Được. Đấy. Lần trước chúng ta đã làm được bài gì? Số 6 rồi. Được chưa? Tức là thứ 6 thì điều ra là thứ số 6. Bây giờ mình sẽ điều ra là thứ là chữ 6. Thì lúc này mình phải đổi, mình dùng cái biến đổi. Rồi, dùng cái hàm quét đây của cái biến ngày tháng 5. Biến ngày tháng 5 của mình là biến gì đó, đưa vô. Được chưa? Các bạn nếu quét đây của biến ngày tháng 5 đó bằng 1 thì chúng ta xuất ra cái biến, biến thứ. Biến thứ và chủ nhật. Chúng ta sẽ thay đổi trở lại nha.
Đây là tính giá trị hàm số. Đấy, một số cái ví dụ để chúng ta làm. Rồi câu cái đó là dạng cấu trúc ít về ít ha. Mở to lên. Đây ha. Cái phần thiết kế chúng ta có test box, test 1. Được chưa? Comment 1, tôi chưa có đặt tên gì, tôi viết thẳng cái tên đó luôn nha. Lay LBL kết quả. Được chưa? Bài toán này xuất ra kết quả là lay label nha. Rồi tôi bấm vô tính tổng thì phần này là phần input. Ha, phần này là phần output. Còn phần chúng ta tính toán thông qua cái nút này thì ta bấm vô, chúng ta ra được comment 1. Đấy, thì chúng ta cứ làm theo 5 bước mà chúng ta đã được học. Được chưa? Bây giờ tôi copy qua cho nó nhanh nha. Không có thời gian để gõ. Bắt vô. Nha. Bây giờ cái bước thứ nhất là khai báo biến thì chúng ta sẽ cần cái biến nào? Biến lưu giữ, biến nhập vô nè. Có rồi. Được chưa? Là biến A, ta đỡ biên ngắn A luôn cũng được, chả sao cả. Được chưa? Rồi chúng ta có kiểm tra test 1 rồi. Cái test 1 này cũng đúng với test 1 ở đây. Được chưa? Cái tên test 1 ở đây. Nha, thì cái này tôi cũng đúng rồi, tôi không cần phải đổi. Rồi message box xong, test 1 xong. Nhập gán dữ liệu. Rồi, giờ cái đoạn tính toán nó khác thôi. Nha. Tôi sửa lại cái đoạn tính toán. Đây cái đoạn tính toán. Bây giờ đoạn tính toán của bài toán nãy là số dương số âm bằng 0. Còn đoạn tính toán này là tính tổng. Được chưa? Thì tôi sửa lại đoạn tính toán. Nha. Vậy thì tôi sẽ có là gì? S bằng 0. Kết. Chúng ta sẽ có kết quả. Chúng ta còn một cái biến S. Đúng không? Ta thêm một cái biến S đi. Đêm tổng đi. S long. Thì chúng ta ban đầu ta có tổng bằng 0. Được chưa? Thì cái lệnh này các bạn có thể quên cũng được, không sao. Bởi vì trong trường hợp này tổng nó cộng dồn thì nó bằng 0 hay không bằng 0 thì không quan trọng. Được chưa? Đấy. Còn nếu giả sử là nhân thì nó khác. Ví dụ này là S bằng S nhân Y thì nó khác. Được chưa? Thì lúc này chúng ta nên nhớ cái từ tổng bằng 0 để chúng ta biết. Nha. For. Một cái biến trung gian Y chưa khai báo. Khai báo sau ha. Đi từ 1 to N to A. Ở đây là chúng ta có A. Được chưa? A là dữ liệu nhập vô. Nhập A bao nhiêu thì đi tới bao nhiêu. Được chưa? Chúng ta sẽ có tổng bằng tổng cộng với Y và net net Y. Thì chỗ này chúng ta có thể thêm cái step 1. Và cái step mà bằng 1 thì người ta sẽ được bỏ. Rồi. Ta có tổng rồi, ta xuất cái. Ta xuất cái tổng ra. Được chưa? Kết quả bằng tổng. Rồi ta xuất cái label, đổi tên này lại ha, LBL kết quả. Đây. Xuất này. Tại vì cái label này đặt là LBL kết quả. Còn label này cái trong bài tập chúng ta lấy được 2. Chúng ta sửa lại. Vậy thì lúc này khi ta chạy, ta thiếu cái biến y ha, thiếu cái biến y nè. Thì ta lên đây ta khai báo biến y. Dim y s long. Đấy. Bây giờ chúng ta chạy. Nha. Ta nhập chuỗi vô thì nó sẽ báo lỗi. Thấy chưa? Cái lỗi này không phải lỗi của mình. Lỗi của
lỗi này là lỗi sai không sai. Nha. Đáp án là gì? Combine error, lỗi sai không sai. Là lock it with down edit. Là thiếu edit, dương edit. Kiểm tra nó chọn nó tô màu xanh chỗ nào là chỗ đó đó. Đấy, nó eo nè, mà chỗ eo này là chưa có enif rồi nó báo được chưa, có eo mà nhìn xuống dưới này không có enif được chưa. Đấy là nhờ chúng ta thuộc đầu thuộc vô á, chúng ta mới nhìn thấy nhanh đó. Chứ còn bạn biết thẳng hàng luôn bạn cái đầu cùng đó được chưa. Còn khi mà thuộc vô thì thấy là eo cho rồi, có ai thích chứ là cũng sai đúng không? Dạ, nên khi biết sai đúng không, có mấy cái thuộc vô. Dạ. Rồi ta chạy lại, thì nó báo dữ liệu sai. Thì lúc này chương trình chạy được rồi nó mới ra cái này. Đúng không? Rồi ta nhập, ví dụ bằng 5, thì tổng nó ra là 15. Được chưa? Nhập này 550 thì nó ra. Được chưa? Đấy, 500 thì nó ra. 500 có nghĩa là chạy 500 vòng. Đó là cái lệnh tổng bằng tổng. Tổng bằng tổng cộng y chạy 500 vòng. Cho nên ta dùng biết thì đâu được. Thì cho chúng ta thấy nghĩa nó phải có cái quá trình chạy và đi làm lại như thế thì nó sinh ra một cái khác là có cái vòng lọc thì mới đáp ứng được bài toán này. Thế còn nếu ta dùng biết cho giải quyết cho bài toán này thì chúng ta ban đầu ta phải xác định và 5 là 5 cố định. Được chưa? Nếu như biết gì sản xuất hàng giao ta mà còn chỉ đúng sản xuất gì đó thì thành ta gần nó thì phải thay bộ đèn khác. Được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ nhập. Được chưa? Các em ta có dòng là for nha. Rồi bây giờ tôi lấy cái này tôi minh họa luôn ha. Bây giờ tôi thay step 2. Step 2. Được chưa? Thì lúc này nó khác. Bây giờ tôi nhập là 5 thì nó không ra 15 nữa mà ra 9 thôi. Đó, đi từ 1, nó có một giá trị, rồi tăng lên 2 là 3, rồi tăng lên tiếp theo là 5, 5 nó tăng lên tới 7, 7 nó lớn 5 rồi. Rồi chúng ta có 1, còn 3, còn 5, còn 3, còn 9, được chưa? Còn nếu bạn dùng dấu trừ, nha, chỗ này là trừ 1, được chưa? Thì bắt buộc chỗ này bạn phải là A. Tu 1. Tức là giá trị đầu nó phải lớn hơn giá trị cuối. Ha. Đấy, nhưng mà thì lúc này ta sẽ nhập 5 nó cũng ra 15. Được chưa? Nó cũng ra 15. Đấy. Nhưng mà chạy từ 5 xuống. Tức là y bằng 5 trước, y bằng 4, y bằng 3, y bằng 2, y bằng 1. Nha. Chỗ này là step trừ. Step trừ. Nha. Đấy. Rồi, đó là cái ví dụ số 1. Nha. Ví dụ số 2 là cho dòng lọc chạy từ A đến Z, từ Z đến A. Rồi ví dụ minh họa in ký tự A đến Z đến ký tự Z đến A. Thì chỗ này minh họa cho bạn cái step 1 có ý nghĩa như thế nào, step trừ 1. Ý nghĩa của step trừ 1 có như thế nào nha. Đây là step 2. Nha, step 2. Cũng bài toán nãy và step 2 đó các bạn thấy tôi sửa lại nha. Ví dụ 4 là có dấu âm. Nha, có dấu âm. Tức là 1 trừ 2 cộng 3 trừ 4. Đấy. Thì lúc này chúng ta có dòng for lồng ghép. Dòng for lồng ghép. Được chưa? Cái for bên ngoài để tìm, cái for bên trong để tìm. À, như vậy nguyên tắc lồng ghép là như thế nào? Là khi một giá trị của dòng for bên ngoài thì nó phải chạy hết tất cả giá trị của dòng for bên trong. Được không? Được. Tức là khi có sự lồng ghép của các dòng for với nhau thì một giá trị của for bên ngoài thì phải chạy hết tất cả giá trị của for bên trong. Được không? Ví dụ chỗ này chúng ta có, giờ tôi làm cái số này. Ta lấy ví dụ ta nhập vô n 3 đi. Đó nha. Tức là n chúng ta nhập ban đầu 3.
thì dòng tới cái dòng for y từ 1 đến n thì chúng ta sẽ có ba giá trị là y bằng 1, y bằng 2, y bằng 3, y bằng 4. Dừng for. Đấy. Khi y bằng 1 thì nó sẽ thực hiện các lệnh là gì? Sai bằng 1. Lệnh thứ nhất là sai bằng 1. Cái sai này là một cái biến thôi, một cái biến nha, biến tên là sai. Đó, sai bằng 1. Lệnh thứ hai là gì? For. For gì? Đúng không? Lệnh thứ hai là for. For gì? Và lệnh thứ ba là gì? S bằng S cộng sai nhân y. Đúng không? Như vậy thì ứng với mỗi giá trị của y nó chạy ba cái lệnh này. Đấy, thì bên này cũng vậy. Sai bằng 1 for gì? S bằng S cộng sai nhân y. Cái này cũng vậy. Sai bằng 1 for gì? Đấy. Cứ mỗi giá trị của dòng lập phân rồi thì nó sẽ có các lệnh của dòng. Rồi đi vào đây nó lại gặp dòng for thì nó phải thực hiện hết tất cả những cái giá trị của for gì này. Ngày for gì của ngày bao nhiêu? Gì bằng 1, gì bằng mấy? Y cộng 1. Và y ở đây là 1. Thứ hai. Đúng không? Đấy, còn giá trị thứ ba của nó là gì? Gì bằng 3 là dừng. Dừng for. Dừng for gì? Dừng for gì? Đúng không? Như vậy thì ứng với giá trị y bằng 1 thì dòng lập for này nó phải thực hiện hai lần. Đấy, nó thực hiện hết. Hết cái này rồi nó mới nhảy qua cái lệnh. Chúng ta cho nha. Bây giờ y bằng 1, sai bằng 1 thì cái dòng này chúng ta sẽ có lệnh gì? Sai bằng sai nhân giá trị 1. Ha. Sai bằng sai nhân giá trị 1. Đấy. Thì cái lệnh này được lặp lại hai lần trong gì? Đó, hai lần trong gì? Thì bạn phải chạy xong hai lần này thì mới tới cái lệnh S và S cộng sai. Chứ không phải là chạy xong chi bằng 1 để chúng ta S và S cộng sai. Được chưa? Đấy, xong rồi quay lại chi bằng 2 để chúng ta S và S cộng sai không phải. Nó phải chạy hết cái for gì. Tức là khi nó chạy tới dừng for rồi nha, khi nó chạy tới dừng for thì nó mới chạy tới S và S cộng sai. Một giá trị bên ngoài dòng vào for bên ngoài. Được chưa? Thì tất cả cái giá trị từ form ra chạy hết. À, sau đó nó mới chuyển qua form thứ hai. Nha. Như vậy lần thứ hai này chúng ta sẽ có chi bằng 1, chi bằng 2, chi bằng 3 và chi bằng 4 thì dùng for gì? 4 lần. Được chưa? Và tương tự như thế này nó sẽ tăng lên 5 lần. Tới lần thứ 6 sẽ dùng. Được chưa? Thì chỗ này rất nhiều bạn bị chạy sai. Có cái sai chỗ nào? Bạn chạy tới đâu đây sai bằng 1, sau đó gắn vô đây. Gắn vô đây là gì? 1 nhân cho trừ 1 bằng trừ 1. Đúng không? Sau đó các bạn chạy xuống chỗ này là sai. Được chưa? Mà bạn phải nhảy tới cái y bằng y bằng 2. Đó, để nó y bằng 2. Chỗ này chúng ta sẽ có là trừ 1 nhân cho trừ 1 nó bằng là 1. Dạ, nó nhảy cái gì bằng 3 thì nó dừng suy. Dạ, khi nó dừng suy rồi thì có lần nó tới đây. S là bằng 0 cộng với sai là 1 nhân với 1 thì cái này là 0 cộng 1. Dạ, số 1 dương quá, số 1 dương. Đấy. Thì tương tự như vậy chúng ta có G qua cái bước thứ hai thì định nghĩa là cái sai này bằng 1 phải. Thì cho dù cái bước trên này sai nó bằng bao nhiêu, cái biến sai này bằng bao nhiêu thì không quan tâm nữa. Cái qua đây nó chuyển lại bằng 1 phải. Thì chỗ này chúng ta sẽ có là sai
nó bằng trừ 1. Bước này là sai, nó bằng 1. Bước số 3 là sai, nó bằng trừ 1. Khi nó bằng trừ 1, nó số chi là 4, thì dùng for. Dùng for gì? Thì nó có sai bằng trừ 1. Thì ráp vô cái lệnh là f bằng f cộng sai. Được chưa? Thì đó bạn sẽ có là f bằng f là 0 với 1. 0 cộng 1. F x trước á, được chưa? Cộng với sai, cộng với sai đây là trừ 1. Rồi, nhân cho nhân cho y, y đây là 2. Được chưa? Đấy, thì lúc này chúng ta bỏ cái dấu ra thì chúng ta sẽ có lại. Như vậy cái dòng là for bên trong, trong quan trò này là xác định dấu, xác định cái dấu âm hay dấu dương cho cái phần tử đó. Đấy, thì câu này quy định chạy, chúng ta liệt kê nên ta chạy cho không bị sai. Được chưa? Chạy cho 4 thì ta dừng suy. Dừng suy bắt đầu mới thực hiện cái lệnh F bằng F cộng sai. Chứ không phải là chạy xong cái lệnh chi bằng 1, cái chạy xuống đây F. Xong nó quay lại chi bằng 2, cái chạy tới F. Chi bằng 3, cái chạy tới F là sai. À, nó phải chạy hết cái suy. À, chạy hết cái gì? Tức là chạy hết cái dòng học. Nha. Chạy hết cái dòng học. Này là đây. Net y, net y, net y, net y, net y, net y, chạy hết. Thì lúc này nó chạy tới lần. Nếu có bạn chạy chi bằng 1, tính ra được cái sai bao nhiêu, chạy xuống đây ráp được sai về, tính ra hết. Nên là nó chỉ có 1 lần sai. Nha, chúng ta đồng ý khi cái quá trình lồng ghép quá trình lồng ghép của cái bài toán nha. Rồi đó là cấu trúc về Fornet. Rồi cấu trúc về Dublock. Nha. Fornet. Dublock thì trong cái trường hợp Dublock thì dùng ra trường hợp nào? Là trong những bài toán mà khi nó kiểm tra điều kiện bị sai người ta, nó chụp. Nó không chạy với số đầu xác định đúng cái form. Ví dụ như chúng ta in 1.000 tờ thì đương nhiên ta phải dùng form. Nếu trường hợp hết giấy, ta bỏ giấy vô đi. Được chưa? Đấy. Còn nếu trường hợp mà chúng ta dùng lớp đây thì nó sẽ dùng ngay. Nếu hết giấy là dùng. Chúng ta bỏ giấy vô mới thì nó cũng không có gì chứ. Cho nên ví dụ dùng lớp thì nó dành cho trường hợp như thế. Là dùng ngay. Dùng ngay. Thì chúng ta có 4 dạng. 4 dạng. Dạng thứ nhất là do while lớp. Dạng thứ hai là do lớp while. Bây giờ dạng 1 là sao? Làm trong khi điều kiện đúng. Điều kiện đúng, các lời tự làm, tự động nó sẽ quay lại kiểm tra cái điều kiện này đúng, đó là nếu điều kiện sai thì không. Đấy. Đây là điều kiện đúng. Còn dạng 2 thì sao? Làm sau đó kiểm tra. Rồi một cái là kiểm tra trước làm xong, một cái là làm trước kiểm tra xong. Thì trong thực tế chúng ta cũng có như vậy thôi. Muốn vào trường này nó chứ thi đậu được vô được không? Đấy, đăng ký học môn này học xong nó tụt xuống mấy cái học phí, có phải như đó học phí xong mới được không? Không phải là dạy như thế. Rồi sau các bạn học trong 1-2 năm, nhà trường yêu cầu kiểm tra bằng. Đấy, lúc đó tìm ra bằng giả được kiểm không? Cái này bắt đầu kiểm tra trước đi. Không, đỡ tới năm thứ 2 đi qua em kiểm tra. Kiểm tra rồi nha, nên là mình đủ 2 năm. Có nghĩa là cho học trước kiểm tra xong. Thì chúng ta kiểm tra sai. Làm trước kiểm tra cái điều kiện xong. Có nghĩa là nếu điều kiện nó bị sai ngay thì anh đã đạt được một phần rồi. Nhiều bạn học trong năm nhà trường muốn kiểm tra cái bằng, nhờ phát hiện ra mình là bằng giả, thì ít nhiều mình cũng học cái trường hợp trường năm mình học viên là giả thế nào. Còn dạng một vô là kiểm tra liền. Có những cái trường hợp như thế. Nha, thì chúng ta có hai cái dạng. Đúng không? Cái điều kiện này chống hiếp nha. Điều kiện các bạn xây dựng chống hiếp.
tức là dùng cái tốn so sánh lớn hơn nhỏ hơn bằng hẹn lớn gì đó yeah. Rồi dạng thứ ba là anh tiêu. Trong cuộc sống đó khi nào chúng ta làm cái công việc đó mà nó sai, khi điều kiện nó sai, còn đúng không ạ? Có nghĩa là điều kiện bị sai chúng ta mới làm công việc đó, còn điều kiện đúng không ạ? Có thì lúc này nó có cái gọi là đúng hơn chứ. Nếu điều kiện sai thì cái lần đó học, nếu điều đúng, tức là mình làm cái công việc đó mười mấy năm rồi, tôi biết mình sai, mình muốn làm nhưng mà cái đúng không nữa rồi, tin lời có những công việc thì trong lập trình của mình có những cái tình huống xảy ra, tức là mình không muốn kiểm tra điều đúng, mình kiểm tra điều sai. Nếu mình điều sai thì lấy kết quả này. Thì lúc này ta dùng tới âm chim, ta thay cái đường quay là âm chim. Thì hai cái cấu trúc thì nó là ngược với hai cấu trúc dạng ba này, ngược với dạng một lại, dạng bốn ngược với dạng hai, ngược hoàn toàn nha. Một cái là đúng mới làm, một cái là sai mới làm. Nhưng mà những cái điều kiện này nó trái ngược với cái đường quay. Chúng ta có cái lưu ý sau. Đâu cái lưu ý. Đây là. Chúng ta trong bốn dạng đó thì điều kiện của quay và anh tiêu hoàn toàn trái ngược nhau. Ví dụ điều kiện của chúng ta đây là quay thì em nhỏ cái đầu, thì quay anh tiêu nó lại lớn một bằng cái đầu. Em thì quay là O. N có Y, F0 thì quay N có mặt không. Tức là điều kiện đó ngưng lại hoàn toàn. Nếu ban đầu cho bạn một cái cấu trúc lưu quay với điều kiện đó, nó bạn hiểu qua thông tin, bạn chỉ sửa cái dấu cho nó ngưng lại, chúng ta sẽ đạt được cái cấu trúc thông tin. Nè. Chúng ta có ví dụ à. À. Kiểm tra N số nguyên dương, đó là số nguyên số hay không? Vậy dữ liệu input vô là một số nguyên dương. Và chúng ta cũng kiểm tra giống bình thường này, đi tôi mới biết vậy. Sau đó chúng ta đi kiểm tra cái số đó phải số nguyên số không. Và thì lúc này cái để dẫn ngoài này chúng ta mới hiểu được nguyên số, số là số nguyên số. Giải một bài toán mình phải biết được cái công thức toán học của nó là cái gì, cái định nghĩa toán học, cái định lý toán học của nó là cái gì, thì mình mới có cơ sở để mình biến thành một tin học. Được chưa? Nhưng mà nãy chúng ta có bài toán thức tổng kia thì chúng ta dùng vào cái công thức toán học, đúng không? Là công thức cộng dồn. Còn bây giờ số nguyên tố thì chúng ta phải dùng vào định nghĩa năm công thức, đúng không? Bây giờ đặt ra con số và dùng năm là biết là nguyên tố, bảy là biết nó là nguyên tố, số tám không phải nguyên tố, đúng không? Tại vì mình đã học từ nhỏ vào định nghĩa một số nguyên tố là như thế nào. Thì trong bộ áo mình đã đạt cái định nghĩa đó rồi, đúng không? Nói ra đó là xong rồi. Bây giờ mình nạp cái định nghĩa đó vô cho ấy, thì mình phải biến cái định nghĩa đó thành cái công thức. Cái bài số nguyên tố là số như thế nào? Là một con số lớn hơn 2, lớn 1, đúng không? Chúng ta định nghĩa số 1 là số lớn, là một số lớn 1. Thứ hai là chỉ chia hết cho 1. Chỉ như thế là một cái thôi. Đó là một cái tiếp cận số số. Còn có thể người ta tiếp cận khác, số số là số có hai số. Là một và chín. Thì lúc này người ta sẽ dùng cái định nghĩa. Dù đây tôi tiếp cận có định nghĩa là lớn hơn một, chỉ như hết cho một và chín năm. Thì tôi có cái y bằng hai là lớn một. Rồi tôi lấy y nhỏ bên đờ, bây giờ tôi nhập bên đờ bằng 5, được chưa? Thì y là 2, bắt đầu tôi chạy từ 2. Như vậy tôi làm sao tôi biết số 5 là số tố, thì tôi lấy cái số 5 tôi chia cho cái số trung gian nào đó,
Tôi chia cho một số không gian là đó, và số không gian nó phải lớn hơn một. Tại số nào cũng chia hết cho một rồi. Số nào cũng chia hết cho một rồi, chúng ta không cần phải chia cho một. Tôi chia cho một số lớn hơn một. Và trong cái khoảng mà con số đó chạy từ 2 cho đến đến đó, đến 5, ví dụ tôi nhập cơ đầu 5 thì chạy từ 2 đến 5, thì con số 5 đó có chia hết cho số này nữa hay không? Đúng không? Thì cái y là cái không gian nó chạy. Y nó sẽ chạy từ 2 đến n. Đúng không? Và chúng ta lấy n mốt y. Mà nếu nó gặp trường hợp các không, tức là nó chia gì? Không chia hết. Và khi nó không chia hết thì nó tăng lên. Đúng không? 5 chia 2 thì không các không, thì nó tăng lên là 3. 5 chia 3 các không, nó tăng lên là 4. 5 chia 4 các không, nó tăng lên là 5. Và khi nó tới 5, nó chia cho 5 thì nó bằng 0. Lúc này thì nó sai. Đúng không? Điều kiện nó sai thì nó không tăng nữa. Thì y còn 1 nó không tăng nữa thì lúc này nó thoát ra khỏi luôn đó. Thì lúc này chúng ta có y bằng n, tức là lúc này y bằng 5 luôn. Để y nó chạy tới 5 rồi. Thì ra n cũng bằng 5. Thì lúc này nó chấp bằng 5 thì xong được rồi. Được chưa? Còn giờ chúng ta nhập cái n bằng 4. Nhập n bằng 4 nè. 4 y bằng 2 thì chúng ta có 2 nhỏ 4 đúng. Được chưa? 4 mốt 2 các 0 thì sao? Và khi nó sai thì lúc này y bằng y cộng 1 không diễn ra. Y bằng y cộng 1 không cả. Được chưa? Thì lúc này nó thoát khỏi trong lớp. Nó kết luận là 2 không bằng 4 thì nó có là 0 bằng 0. Đây là một cách tính cầu là dùng để chia, lấy một con số trung gian và lấy con số nó chia cho số trung gian đó để coi thử trong quá trình chia đó có chia hết cái cầu này nữa không. À. Thì lúc đó nó sẽ nói thì chạy từ 2 đến n thì chắc chắn phải chia được hết một lần nữa. Mà nếu nó sinh ra thêm một cộng khác nữa thì nó sẽ sai. Ví dụ 4 chúng ta chia hết cho 1, chúng ta chia hết cho 2, chúng ta chia hết cho 1. Rồi nó có 3 lần chia hết cho 5, không phải chung nữa. Còn số 5 thì nó chỉ có chia hết cho 1, chia hết cho 5. Cho nên chúng ta chạy từ 2 đến 5, 5 chia hết thì nó chỉ chia cho 5. Lúc này chúng ta có một toán. Dạ, một toán về những cái số tố và những hết. Còn nếu khi các bạn dùng cấu trúc for cho bài toán này thì chúng ta phải viết về cái khác. For thì nó xác định thôi, chạy từ bao nhiêu, từ 1 cho đến n. Chúng ta cũng lấy n là mốt cho đi. Đấy. Nếu nó bằng không thì ta xác định là một lần. Một lần chia hết. Có nghĩa chúng ta xin được biết đến một cái cộng 1. Vâng. Nghĩa là for y từ 1 đến n, set 1. Nếu n mốt y bằng 0, then đếm và đếm cộng 1, n đi. Được chưa? Rồi nhét y chạy chia hết. Như vậy nếu trường hợp mà nó không có chia hết thì đếm nó khoảng 3, đúng không? Đấy. Như vậy khi nó chạy xong trường hợp đó, và nếu cái đếm nó khoảng 2, số tố chỉ có hai bằng là cước số thôi, cước số thôi thì chúng ta sẽ đến một đến bằng hai thì ta bắt đầu số tố. Có nghĩa lúc đó mình không dùng for trong lớp nha, mà mình dùng for net. Ở đây là dùng for dùng trong lớp thì các viết các khác. Còn nếu bạn dùng for net thì bạn viết các khác. For net là gì? Đặc điểm của for net là nó chạy với số lần xác định. Được chưa? Nó không dừng lại nữa chừng. Còn cái trong lớp thì bạn thấy từ ngày số 4 dừng lại ngay. Nhà cho 4 thì nó thấy là sai nó dừng lại luôn. Nó kết luận là 2 cho 4 không đúng rồi. Không có thương rồi. Được chưa? Chúng ta có. Giờ tôi là cô có chưa cái này. Chúng ta có kiểm tra số nguyên tố. À, cái này tôi viết sẵn rồi. Đây tôi viết sẵn theo for nè. Bạn xem nè. Chúng ta có biến g, biến n, biến s. Biến g là biến trung gian nha. Biến n là biến nhập vô, input nha. Còn biến s là biến xuất kết quả nha. Sau đó kiểm tra dữ liệu, tôi kiểm tra cái test n. Đây bạn xem à nha. Do định nghĩa số nguyên tố là số lớn hơn 1, cho nên lúc này tôi kiểm tra ngồi cái kiểm tra e-numeric. Được chưa?
thì tôi biến cái đó thành số, tôi kiểm tra với một, có nghĩa là nếu nhỏ bằng một là nó không chạy. Được chưa? Chừng nào chúng ta nhập n bằng lớn một thì nó mới chạy. Đấy, ta nhập n bằng một nó không chạy. Được chưa? Hôm nay tôi thêm cái điều kiện kiểm tra. Đấy, sau đó tôi gán giá trị s bằng rỗng, tức là cái chuỗi xuất ra là số nguyên tố hoặc không phải số nguyên tố, cái chuỗi xuất ra là số nguyên tố hoặc không phải số nguyên tố, thì lúc này tôi đưa s bằng rỗng ra, tôi đưa n vô, tôi gán giá trị cho n. Được chưa? Bắt đầu cái bước tính toán. À, ở đây tôi tính bằng for. Nãy tôi nói các bạn đó. Được chưa? For. Được chưa? Đấy, đi từ 1 đến n đến bằng 1. Rồi for g từ 2 đến 1 test 1. Rồi đây là y mod g bằng 0 thì ta đến bằng đến bằng 1. Được chưa? Ta chạy xong ta ra được cái đến, nếu đến bằng 2 thì chúng ta xuất đi. Xuất đâu này. Được chưa? Xuất đâu đó này. Còn bên dưới tôi có viết theo đu lốp không à. Đây. Một cái hàm kiểm tra số nguyên tố khác đơn giản hơn. Nó có nhiều cách viết đó nha, nhiều cách viết. Ở đây chúng ta có g bằng 2 luôn. Mà nó không cần cái 2 bằng con luôn đó chứ. Nha. Thì người ta lấy cái n là 1 cho g bằng 0 thì đến bằng 1, rồi chúng ta đến bằng 2 thì chúng ta xuất ra chung một, chung có nghĩa là số tố, có nghĩa là không có. Thì đây là cái cách viết nhé. Chung thật ra, tức là số tố có cái nhiều cách viết, một cách là dùng đúng lớp giống trong bài giảng của con quân con hay bảo vệ, hoặc là cách dùng con đấy. Đây thật ra, đấy. Giờ nếu bạn viết bằng đúng lớp nha, yeah, viết bằng vu lốp. Ví dụ như tôi tạo một cái nút là tôi viết bằng vu lốp này. Thấy chưa? Thì chỗ này tôi bỏ qua các bước kiểm tra nha, tôi viết cái chính thôi nha. Yeah. Và tôi lấy cái kiểm tra trên kia có, tôi lấy xuống luôn. Kiểm tra, được chưa? Bắt đầu tính toán là chúng ta có g bằng 2. À, đu y. À, g nhỏ hơn n. N mod g khác 0. Thì không có thì ha, đây là sai rồi. Phản xạ giống như if mà. Enter giống có thì. Đúng không? Rồi, chúng ta có g bằng g cộng 1 log. Kiểm tra nếu trạng thái của g bằng n thì chúng ta sẽ xuất ra s bằng, được chưa? N nối với chuỗi là số nguyên tố. Ngược lại, ở đây chúng ta phải dùng cấu trúc dạng 2, được chưa? Ngược lại s nó sẽ bằng n nối với chuỗi không phải là số nguyên tố nf. Được chưa? Giờ ta xuất ra, dù cái label này là lbl kết quả, tôi xuất lbl kết quả chấm caption nó bằng x. Bước này là bước xuất kết quả ha. Đấy, thì chúng ta có bước kiểm tra, bước gán, bước tính toán và bước xuất kết quả. Nha. Bây giờ chúng ta chạy, ta nhập chuỗi vô, ta bấm, ta báo lỗi. Được chưa? Ta nhập số 1 nó cũng báo lỗi. À, ta nhập số 4 thì nó báo là 4 không phải là số nguyên tố. Được chưa? Ta nhập số 5. 5 nó là số nguyên tố. Đấy, tức là tôi đang dùng cấu trúc do while trên ở trong cái phần bài giảng của tôi. Được chưa? Còn bạn có thể dùng cấu trúc for net. Bạn dùng cấu trúc for net. Đấy.
Rồi, bây giờ nhiệm vụ của bạn ha. Nhiệm vụ xem về nhà xem lại bài giảng thứ 4. Xem lại cái bài giảng ở đây tôi sẽ post bài là bài thứ 4. Xem lại. Rồi làm tự mình làm các ví dụ trong bài giảng. Được chưa? Là bước thứ nhất. Rồi, bước thứ hai là chúng ta làm bài tập.